Ước gì mình có vé xem đội tuyển bóng đá nữ, vậy thì thích biết mấy nha. Nhưng mà một xu còn không có, vé đâu ra? Các cô gái xinh đẹp của ta, làm sao để ta có thể theo dõi được các nàng thi đấu bây giờ? Sao tôi lại nghèo thế này? Mở to đôi mắt của nàng ra, đây là vé đi xem đội tuyển bóng đá nữ tham dự World Cup đấy nha. Đúng rồi này. Đúng là anh yêu của em. Không không, anh nhất trên đời luôn. Thôi có vé rồi, mình đi xem đi anh. Ê, đi thôi nào em đi. Vé này không phải ai có được đâu. Anh chỉ có vé xem World Cup à? Thì sao? Có vấn đề gì à? Vé này giờ giá cao lắm đấy, em săn mãi không được. Anh chị bán lại cho em đi. Nếu anh chị bán lại, em mua giá gấp 100 lần. Cái gì? 100 lần? Bán luôn. Tuyệt vời. Tiền đâu? Đây, em đi nha. Wow. Ui giời ơi. Đây. Ông có nghĩ cái mà tôi đang nghĩ không? Cũng có đây. Cơ hội đổi đời của vợ chồng mình đi rồi. Đi thôi. Đây. Ê buồn, còn mỗi cái điều hòa quý giá nhất, bếp nó luôn nha. Mà mùa hè nóng chảy mỡ này chịu sao được? Dầu thì mua tận 10 cái. Bếp. Bếp luôn. Điều hòa nhà ngươi từ đời nhà Tống chỉ đáng có bấy nhiêu thôi. Ui, ôi dồi ôi, chị ơi, chị xem thế nào, thêm cho bọn em một ít. Đồ nhà em á, toàn hàng xịn thôi đấy. Chứ thế này ít quá. Đúng rồi đấy ạ. Đồ nhà mày chỉ được giá thế thôi. Còn không thích thì cầm đồ về. Ui. Ê. Thôi thế này cũng đủ rồi ạ. Về đi em, không có lại đổi ý bây giờ. 5, 10, 15, 20. Bán cả nhà cả cửa đi vẫn không đủ. Phải làm sao bây giờ? Trật tự để anh suy nghĩ. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Đây. Con không cho hai người mượn tiền đâu. Toàn làm những chuyện đâu đâu. Dì Dưỡng có biết bao nhiêu người ôm vé rồi lỗ chổng bó lên đó không hả? Đấy là chúng nó, còn đây là Mr. Dưỡng. Không bao giờ lỗ được đâu. Mày cho tao mượn tiền đi. Con đã bảo không là không mà. Không, không cho mượn thì thôi. Tao đi vay chỗ khác. Sâu tao giàu á, đừng có thấy sang bắt hoàng làm. Thế mày cho tao mượn cái xe, tao có gì ghé đi về. Mai bọn ta sang chơi rồi trả nha. Chìa khóa đây, hai người đi cẩn thận đấy. Biết mà rồi. Nhớ đổ xăng cho con nhé. Đi về. Các người đọc kỹ đi rồi ký tên vào đây. Anh ơi, hay là thôi mình đi kiếm chỗ khác. Làm gì có chỗ nào ngoài chỗ này nữa. Chịu khó một tí đi. Chị ơi, em ký luôn nhé. Xem nào. Được rồi, cầm lấy và nhớ đóng lãi đầy đủ đấy. Nếu không... Ê, mà anh ơi, chỗ này đủ chưa? Vẫn chưa đủ em ạ. Hay là... chị ơi, em cắm nốt con xe. Cắm xe đi đi bộ về à? Im, trật tự. Đàn bà biết cái gì? Một khi đã giàu đi hẳn máy bay luôn. Chứ mấy con xe này làm gì? Máy bay em tiện nốt con xe này ạ. Con xe này chỉ được tầm này. Cả con xe 18 tỷ của thằng Hằng chỉ đáng có bao nhiêu đây thôi hả? Chị ơi, chị có nhầm không đây? Xe tận 18 tỷ đấy. Chúng mày nói nhiều thế nhỉ? Không lấy thì thôi. Vâng. Thôi, thế em lấy ạ. Đi đi, đi về đi. Sao lâu thế nhỉ? Làm gì mà lề mề thế? Hẹn nhau mãi chẳng thấy đâu. Đây rồi, đây là số vé mà anh với chú đã giao dịch từ trước. Đây, đưa em đếm đi. 1, 2, 3, 4. Ui, làm sao phải đếm? Anh nói chú nè, chú là có một cái đầu óc rất là tin tưởng đấy. Riêng chú mà ôm cái lô vé này chỉ có thắng chứ không bao giờ thua đâu. Anh nói gì phải? Của anh đây. Cảm ơn. Tiền nhiều hơn cả mình tưởng tượng nữa. Thôi được rồi, bây giờ hai vợ chồng cầm ra kia buôn mày bán đắt nha. Thật là nhiều khách. Anh đi về trước. Cảm ơn anh nha. Bye bye. Ôi giời ơi, sắp giàu rồi vợ ơi. Ôi dồi ôi, nhiều tiền quá. Thấy của em thì chắc là ây xời.
vé đội tuyển nữ Việt Nam tham gia World Cup đi. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha. Vé đi. Ai vé đi? Anh ơi, bán cả buổi chiều, khạn hết cả cổ mà chưa thấy ai mua. Khéo này lỗ mất anh à. Thôi em ạ, chúng ta phải làm cách khác thôi. Chứ cách này á, anh thấy không ổn một tí nào cả. Mọi người ơi, mua vé xem World Cup đi. Mua một tặng một. Nhanh tay lên nào. Mua một tặng một đi. Vé đi. Ui, anh ơi, mua vé xem World Cup đi. Bên em có chương trình mua một tặng một đi. Vé cái tiền sư nhà mày. Ông mày làm mệt bở cả hơi tay. Vé biết cái gì, đục cho phát bây giờ. Đi chỗ khác để ông về còn nghỉ ngơi. Không mua thì thôi, làm gì mà căng. Khó đấng cho cái bây giờ. Ai mua vé đi. Sao rồi anh? Vé đội tuyển nữ tham dự World Cup ngon như này mà nó không mua, còn đòi đấm anh nữa kìa. Anh ơi, em nghĩ bây giờ phải giảm giá mạnh hơn. Khả năng có người mua đấy. Nghe cũng có lý đi. Vé xem World Cup mua 2 tặng 2 đây. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất thôi mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người mua đi. Em reship đến tận giường cho anh chị luôn. Đưa anh chị đến tận nơi xem bóng đá. Mua đi, mua đi. Ôi giời ơi, tại em mới không bán được vé. Chưa bán được đòi mua máy bay rồi. Bây giờ không ai mua rồi đấy, bay đi. Ai đòi mua máy bay? Tại anh tham lam, anh đi bán hết nhà, bán cả cái điều hòa của em, đi ôm lô vé này. Giờ thấy đấy, lỗ chổng vó rồi thì ai mua hả? Cứ ngồi đấy mà than vãn, chuẩn bị đóng lãi cho con búp bê rồi đấy. Không mau kiếm tiền trả nó, nó chặt cho. Thế là mất trắng rồi sao? Ôi giời ơi, là giời. Ôi giời ơi, coi em xin ít tiền để gỡ vốn đi ạ. Coi không? Anh ơi, sao mình lại lâm vào bước đường cùng này? Đáng lẽ giờ này em được nằm điều hòa mát rượi ở nhà rồi. Trật tự đi, muốn giàu thì phải chấp nhận nha. Cuộc đời tôi từ khi lấy ông đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà. Im mồm, để lúc sướng ai sướng hộ cho. Khổ một tí kêu ầm lên. Mau xin tiền đi. Coi không? Cho tôi xin ít tiền. Coi không? Cho xin ít tiền. A few minutes later. Vậy đi. Ha! Chúng mày trốn nhanh đấy, không trả tiền tao cơ à? Hay là để tao xin cái tay? Chị ơi, chị tha cho bọn em. Xin tha lỗi bọn em lỡ khóc dại. Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Chị ơi, chị tha mạng cho bọn em. Dạ đi. Đúng rồi. Bọn em làm gì cũng được. Bỏ tay ra. Tao bảo bỏ tay ra. Ôi chị ơi, em xin chị đây, tha cho bọn em. Mày lên lấy cái chân cái tay của hai con trâu con ngựa cho tao. Đó. Chị ơi, tha cho tụi em. Không. Mau dừng tay lại. Làm đi. Quang không, cứu. Ôi Hoàng, cứu mẹ với. Mẹ chuẩn bị mất tay rồi Hoàng ơi. Cứ cứu Dượng, nó chặt mất chân Dượng đấy. Họ nợ các người bao nhiêu tiền, ta sẽ là người trả. Chúng nó nợ bọn ta 1.000 lượng vàng. Đây là 1.000.000 đô. Ta sẽ thay họ trả cho ngươi. Bỏ ra. Mày không thấy tao hết nợ rồi hả? Mày thích đánh tao không? Bỏ ra. Mày không thấy đóng tiền được à? Được rồi, đi về thôi. May cho các người đấy. Mày về đi. Gặp lại. Không có chuyện gặp lại đâu nha. Có mày giỏi mày vào đây hả? Một mày mình nói bà gì chứ? Thôi, hai đứa mày luôn. Hai người còn đứng đây chửi bới được nữa à? Cũng may là con tới kịp, không thì mọi chuyện sẽ ra sao hả? Dượng biết lỗi rồi. Mày quá. Hôm nay mày cứu Dượng một mạng, lần sau Dượng sẽ không như thế nữa đâu. Hai người biết lỗi là tốt rồi. Trên đời không ai ăn không có ai cái gì đâu. Dượng với dì lấy đây làm bài học, biết chưa? Biết rồi. Thôi đi về. Ừ thì về. Về nhớ trả em cái điều hòa đi. Biết nha. Biết rồi. Nóng nói lại luôn. Lên nhạc. Hai mươi lăm triệu. Vi của ta.
giờ á, ta phải đi tìm anh Hoàng để xin tiền mới được. Xin ta, làm gì có tiền. À, có cách rồi. Giấu tiền ở đâu bây giờ nhỉ? À, chỗ này được nè. Ê, ta giấu ở đây á, tấm có mà tìm được bằng trời. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng. Ta đây. Sắp tới có sự kiện âm nhạc của Blackpink, anh Hoàng cho tiền phí tham gia nha. Ta cũng rất muốn cho nàng tiền, nhưng mà ta bị mất phí rồi. Thế hả? Vậy thì kiếm sẽ tiền giúp cha. Nhưng mà nó cứ đi rồi, nó cao chạy xa bay rồi, biết ở đâu mà tìm. Không có gì đâu, đơn giản. Vì thiếp đã cài định vị trên máy của chàng rồi. Nhớ là phải mua vé cho Tâm nhé. Ôi kìa Tâm. Mình đã có cách. Ôi dồi ôi, chưa già mà tóc đã bạc hết đầu rồi. Em không chăm lo bản thân đi á. Anh bỏ em, anh đi theo con khác đi. Em nghe không rõ, anh nói là em nghe xem nào. Anh có nói gì đâu, ý anh là voi con bé nhỏ của anh xinh đẹp nhất trần gian. Dương ơi, Dương với chị ghẻ giúp con với. Ôi dồi ôi, Tấm đòi đi xem Blackpink mà giá vé tận 25 triệu. Giúp mày, vợ chồng tao được cái gì? Đúng rồi, được gì á? Đây chính là nhân sâm 1000 năm. Em ơi, anh nghe nói nhân sâm này uống vào thì đẹp ra 19 tuổi, trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, tóc á thì cứ bồng bềnh bóng mượt. Có rồi. Ủa, đợi Dương ơi, nhanh lên giúp con đi, không là tiêu đời đấy. Đi để sau. Đi em ơi. Đi. Đây đây, con lên. Tên trộm nào giỏi thật đấy, đi cả vào rừng để giấu ví. Đây rồi, cứ đi theo bản đồ là tới thôi. Trái, phải. À, hướng này. Dương ơi, hai người mau ngăn cản giúp con đi. Rồi không đây, tiêu đấy. Để ta. Cẩn thận nha. Sao cứ rợn rợn, lạnh hết sống lưng thế này. Chắc không sao đâu. Chẳng lẽ trong đường này có ta? Không được, vì idol Blackpink của mình, mình sẽ cố gắng phấn chấn lấy lại tinh thần để đi đua idol. Nếu ngươi không muốn chết thì mau cút ra khỏi địa bàn của ta. Có giỏi đi lại đây, ta xử lý ngươi nè. Đâu rồi con ma này, lúc ẩn lúc hiện, đã vậy dùng chiến thuật mới. Ta ở đây, ngươi có đánh mặt rơi. Con ma này thật là dai dẳng, đã thế mình phải dùng biện pháp mạnh. Màu lụa diện đi. Bị đen rồi. Ngươi còn một mau về sau. Ngươi tưởng đối phó với Tấm ta mà dễ á? Ta phải xem là kẻ nào dám giả thân giả quỷ để dọa ta nào. Quả này ngươi sống đời với ta. Ai, tiếng gì vậy? Đâu rồi? Thôi được rồi, ta tha cho ngươi lần này đấy, không có lần sau đâu. Đi tìm tiền vàng của ta đây. Dương làm ăn kiểu gì, tí nữa thì bị lỗ rồi. Ôi dồi ôi, con Tấm nhà mày cũng thông minh quá cơ, nó đạp tao phát ối á luôn rồi. Thế bây giờ phải làm sao đây? Hai người phải nghĩ cách giúp con với. Cách à? Mẹ có cách rồi. Ta sẽ tu luyện để công lực của ta tăng lên gấp mỗi lần. Cái gì thế này? Ở rừng có kho báu đây, nếu muốn có thì hãy đến tìm đi. Mau đến sớm nha, không là không còn đâu. Thật vậy sao? Thì lâu thấy cả nửa tiếng rồi. Đây rồi, sao gì? Mọi chuyện mẹ lo xong hết rồi.
bản đồ chỉ ở đây thì chắc chắn kho báu đang ở gần đây. Tấm, buồn dám tranh giành kho báu với ta sao? Phải cố gắng nào để có vé đi xem Blackpink. À, mày đây rồi. Chị đây chờ hơi bị lâu rồi đấy. Hả? Đứng lại, hôm nay ta phải bắt được ngươi đánh cho một trận mới được. Có giỏi thì ra đi mau. Đúng là ngu dốt, kho báu sẽ không bị lấy ta. Đâu rồi, mau đi ra đây cho ta. Lại đây nào. Nhanh lên. Hóa ra là Wednesday nhà ngươi à. Được lắm. Yeah. Cái đồ hèn chỉ biết chạy thôi. Giỏi thì ra đây tay đôi với ta này. Thôi xong rồi, Tấm bị lừa. Kho báu của ta đây rồi. Wednesday, tiền của ta. Tấm. Trả tiền cho ta. Cái gì là của ngươi? Của ta mà. Sao vô duyên đi nhận tiền vàng của người ta là của mình thế hả? Kho báu nào là của nhà mày? Ai đào được thì là của người đấy. Hôm nay ta phải đánh con quỷ cá nhân. Cô định tranh giành với ta mà dễ. Xoay đi. Ta xoay cho người không tranh giành với ta nữa thì thôi. Hết tranh giành với ta rồi nhé. Blackpink, không được, mình phải thành công, mình phải giành bằng được. Blackpink của ta. Con Wednesday, trả kho báu cho ta. Yeah. 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 Ta thành công rồi, đi du lịch cùng Blackpink thôi. Yeah. Cuộc đời này thật là tuyệt vời. Anh Hoàng. Tấm. Anh Hoàng, thiếp tìm thấy rồi nè. Chàng cho thiếp đi xem Blackpink đi. Thế mà chị ghẻ bảo lo được hết. Này, mở ra cho thiếp tiền còn đi mua vé. Nhưng nhanh lên. Còn cái này. Nhanh lên. Hả? Đâu hết rồi? Tấm ơi, ta xin lỗi đã nói dối nàng, nhưng ta hết tiền rồi. Chàng đừng có mà điêu. À, chắc Wednesday lấy, để ta đi đòi lại. Kìa Tấm, không phải đâu. Ta tuy không có tiền, nhưng ta có một bất ngờ dành cho nàng. Đi. Nàng chuẩn bị đón chờ nha. Nè. Đen đen. Quá ha. Thích quá anh Hoàng ơi. Hey, lên nào, lên nào, lên nào, lên. Ê, lấy tiền của ta. Lấy tiền thân tình của ta. Đáng yêu quá. Tấm à, tuy ta không có tiền cho nàng đi xem lấy tiền ngoài kia, nhưng ta sẽ dành tất cả những gì mình có tốt đẹp nhất dành cho nàng. Nàng cứ từ từ, khoai nó mới nhừ được. Ta sắp xong rồi. Giờ thì đổ thêm bóng vào trang trí. Hey.
Hà hồ màu sắc luôn. Tô điểm thêm bóng bay nữa nè. Cuối cùng cũng hoàn thành. Tâm ơi, anh Tâm ơi, xong chưa mà lâu thế? Ta xong rồi, nàng đi theo ta, không được đi hết đấy. Đây, bước ba bước nào. Rồi, dừng lại.